Chào mừng các bạn đã quay trở lại với VBA Power Ranking và tiếp tục series so sánh các vận động viên tại VBA năm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau so sánh một cặp đôi có lối chơi và kỹ thuật khá tương đồng. Đó chính là Nguyễn Horace Phúc Tâm của Đà Nẵng Dragons và Henry Nguyễn của Hồ Chí Minh City Wings. Nói về Horace và Henry, cả hai đều là những mắt xích quan trọng của lần lượt Đà Nẵng Dragons và Hồ Chí Minh City Wings. Tuy nhiên, với việc đội hình chỉ có một cầu thủ gốc Việt, Henry Nguyễn cũng không thể cùng Hồ Chí Minh City Wings bước vào vòng playoff với muôn vàn những khó khăn mà đội bóng đã gặp phải. Trong khi đó, sự xuất hiện của Trần Đăng Khoa ở nửa sau của mùa giải là quá muộn màng bởi thiếu đi Stephen Nguyễn Tuấn Tú và Jimmy Kiên. Một mùa giải bết bát là khó tránh khỏi với Horace Nguyễn cùng Đà Nẵng Dragons. Vậy thì trong video này, hãy cùng nhau so sánh cặp đôi kẻ tám lạng người nửa cân đang khao khát chứng tỏ mình tại mùa giải VBA năm nay. Xét về kỹ thuật, cả Horace và Henry đều chứng tỏ họ là mẫu cầu thủ chơi với tư duy và kỹ thuật của những cầu thủ chơi ở vị trí số 2, nhưng cũng đồng thời cả hai đang dần thích nghi để có thể dẫn dắt đội bóng ở vị trí số 1. Cao 1m78 và nặng 76kg, mặc dù không phải vượt trội nhưng thể hình của Horace có thể được coi là khá lý tưởng so với những cầu thủ chơi vị trí hậu vệ ở Việt Nam. Shooter của miền Trung cũng đồng thời sở hữu khả năng cầm bóng chắc chắn, sự nhanh nhẹn và khả năng di chuyển tốc độ trong những pha lên bóng. Tuy nhiên, tất cả các yếu tố có thể được coi là khá lý tưởng này lại không được Horace tận dụng một cách tối đa, khi không biết cố tình hay vô tình, Horace đang biến mình trở thành một cầu thủ chỉ tập trung vào việc ném 3 điểm thay vì những pha đột phá lên rổ. Người ta nhìn thấy sự thay đổi rất rõ ràng này thông qua một giải VBA, khi Horace nâng tỷ lệ số lần ném 3 điểm trên số lần dứt điểm lên con số 65,3% so với chỉ 49% của VBA 2016. Tại VBA 2017, người ta có thể nhận thấy sự khó đoán, đôi lúc có phần hơi bừa bãi khi Horace ném ở mọi tình huống và mọi vị trí khác nhau, bất kể là trong những pha bóng phản công nhanh hay chạy bài chiến thuật, bất kể cầu thủ phòng ngự đang áp sát hay chưa thể thoát được yểm trợ. Trong khi đó, Henry Nguyễn của VBA 2017 là một trong những cầu thủ hiếm hoi, xứng đáng với danh hiệu nhỏ nhưng có võ của bóng rổ Việt Nam. Chỉ cao 1m72 và nặng 70kg, nhìn những bước chân thoăn thoắt tưởng chừng như sắp díu vào nhau của anh chàng nhỏ con này. Thậm chí không ít người hâm mộ đã hoài nghi khả năng cạnh tranh của Henry Nguyễn với cả các cầu thủ nội binh, chứ chưa nói đến các cầu thủ gốc Việt. Bởi nếu không tính các cầu thủ chỉ có một pha ném 3 điểm và thành công trong suốt mùa giải, thì chính Henry Nguyễn là tay ném có hiệu suất ném 3 điểm cao nhất tại VBA 2017 với con số 42%. Ngoài Billa Richardson, việc được thi đấu bên cạnh những người đồng đội như Triệu Hán Minh, Trong Pô, Ngô Tuấn Trung hay Lê Công Tuấn Anh chắc hẳn đã giảm tải phần nào áp lực ghi điểm của Henry. Và đây cũng là một trong những lý do đóng góp vào việc tại sao Henry luôn đưa ra những quyết định giữ điểm khôn ngoan và không hề vội vã. Sở hữu một loạt những pha ném 3 điểm chính xác, thế nhưng khả năng đột phá và thực hiện những pha bóng lên rổ hay những pha floater nhà bóng với độ khó cực cao mới là điểm nhấn của chàng cầu thủ nhỏ con này. Và chính sự khéo léo và khôn ngoan trong những pha bóng tấn công rổ là một trong những lý do tại sao tôi chọn Henry Nguyễn ở tiêu chí này. Nếu như còn nhớ tới hai video đầu tiên trong series video so sánh các cầu thủ tại VBA, chắc hẳn các bạn sẽ còn nhớ tới tiêu chí kinh nghiệm thi đấu mà tôi sử dụng để so sánh Việt Arnold và Tâm Đinh, cũng như Nguyễn Phú Hoàng và Stephen Nguyễn Tuấn Tú. Thế nhưng, kinh nghiệm thi đấu ở đây được đúc kết thành một khả năng mà tôi đánh giá rất cao ở mỗi cầu thủ, và đặc biệt là Horace ở trên sân, đó chính là khả năng truyền lửa và dẫn dắt đội bóng qua những thời điểm khó khăn. Nói tốt được cả hai ngôn ngữ và là một trong những cầu thủ hiếm hoi đã được trải qua bàn tay huấn luyện của rất nhiều các vị huấn luyện viên trưởng như Dante Hill, Anthony Capelotto, David Singleton, Todd Purp và Kai Julius. Chính tố chất lãnh đạo vốn có của Horace cũng như những bài học và kinh nghiệm anh đã có được là một trong những khả năng hiện hữu hiếm có của chàng cầu thủ mới chỉ 25 tuổi này. Một cách dễ hiểu hơn, Horace đã trải qua một mùa giải VBA 2016 đầy biến động cùng Đà Nẵng Dragons để rồi chạm tay tới chiếc cúp vô địch, phải đắm mình trong một mùa giải gần như không được nếm mùi chiến thắng của Đà Nẵng Dragons tại VBA 2017, được đăng ký nhưng không thể thi đấu tại SEA Games 29 và phải vượt qua những cặp mắt đầy nghi ngờ trong các trận đấu Sài Gòn Heat tại ABL. Thế nhưng, nhìn cái cách mà Horace thể hiện trên sân và nghe cách mà anh trả lời báo giới truyền thông, chưa bao giờ đồng đội đánh mất niềm tin vào Horace và cũng chưa bao giờ người hâm mộ Horace lại quay lưng với anh. Lửa không thể bén nếu không có rơm. Thế nhưng với một đội hình có thể được coi là vô cùng triển vọng tại mùa giải năm nay, Horace cùng các đồng đội hoàn toàn có thể đảo ngược thế cờ bết bát mà họ đã phải trải qua tại VBA năm ngoái. Còn Henry Nguyễn, với bản năng sát thủ được thể hiện bởi lối chơi điềm tĩnh và kỷ luật, chắc chắn Henry Nguyễn sẽ là một tấn công rất khó chịu mà bất cứ hàng phòng ngự nào cũng phải dè chừng. Tuy nhiên, khi mà Corey Cilia chưa thể phục hồi chấn thương, Quinton vẫn đang thi đấu rất phập phù trong các trận đấu đầu tiên
và những người đồng đội của Henry tại mùa giải năm nay còn quá non trẻ, thì Henry chắc chắn sẽ phải thể hiện một vai trò lớn hơn đối với đội bóng của mình nếu như họ còn có tham vọng tiến xa tại giải đấu năm nay. Nói như vậy để có thể hiểu được, mặc dù Henry Nguyễn là cái tên mà tôi đánh giá cao hơn ở các phương diện kỹ thuật và khả năng chơi bóng, thì rất có thể Horace Nguyễn mới là cái tên hòa nhập tốt hơn và đưa các đồng đội của mình đến với những kết quả khả quan cho Đà Nẵng Dragons ở mùa giải năm nay.